Chào cô ạ. Chào cô ạ. Vâng, chào các cô. Chào cô ạ. Hôm bất bạc quá, các cháu nó mua nhà hàn lậu. Bà phải chui lên. Vâng, con để chào cô ạ. Chào cô ạ. Nhà mày mới mua nhà hàn lậu à? Dạ vâng. Cô cho con mua tí. Nhà mày mới mua à? Vâng. Nhưng mà tao ở Thái Bình cơ. Dạ vâng. Nhưng mà anh Thái Bình. Vâng. Ô, chết rồi. Nhưng mà nhà ta mua cho ông Tuấn cơ. Dạ bác. Nhà mày có cho con tên Tuấn à? Dạ bác. Ô. Nhà mày có tên là Bộ không? Dạ có. Thế cũng có Bộ à? Vâng. Ô, thế thì đúng mẹ à? Dạ bác. Thế là đây mai kia mày mà thắp hương mũi không về? Dạ. Ê, cứ nằm hết Tết đến đi. Quà cũng đâu. Dạ tôi đéo không lắm. Để đấy đi. Dỡ ra làm gì? Cứ để đấy đi. Con dỡ ra dỡ vào làm cái khỉ đi. Thế mày đi tìm các cụ có việc gì mà mày đi gây gấp tông. Cứ ngồi xa tao ra. Muốn hỏi đéo gì thì hỏi. Hỏi nhanh lên. Để tao về tao còn nghỉ đã. Nhiều việc lắm. Con xin cụ là cháu về nhà mới là ngày 16 tháng này à? 16 tháng này cũng đẹp. Ê, nhưng mà đây nếu mà về nhà mới vào 16 tháng này cũng được thì bảo các cháu nó về. Thì về có tiền vàng hương hoa kim ngân tài mã rồi nè, báo cáo hộ khẩu công thổ địa hẳn hoi tử tế rồi nè. Ê, nập bàn thờ bắt hương bắt khói cho cháu đến ngày 23 chạp thì nè. Năm đầu tiên thì nè cháu phải lễ tạ đất đai. Thì được. Cháu mới có lọc con á. Rồi 16 rồi con này. Ê, lọc lá thì đến ngày 23 tháng chạp. Ngày 23 tháng chạp thì là mày về mày ấy xong thì là yên ngôi chính vị là thuận vợ thuận chồng tất cả miền đông. Con cái khỏe mạnh thế là sang năm mà gặp ai thương yêu thì lấy. Ừ. Tìm mình đang năm nó ít tuổi nó đã nhiều đâu, sang năm mới có 38. Ê, đã làm gì mà nhiều. Thế nên là đây về nhà về cửa người ta bảo nè, 50 chưa phải là già. Ê, 38 vẫn là trẻ danh. Thế nên là đây thôi để sang năm ta tìm. Vợ chồng mày sốt ruột cũng muốn có thằng đích vô không gì. Để nối dõi tông đường không gì. Bằng đấy tuổi thôi gì đấy. Mới có 38. Thế còn đây về thì thôi thì cái việc làm ra việc đấy. Còn về vợ chồng mày thì nè, ở nhà chấp lễ chấp bái công việc vợ chồng tốt nhất già rồi. Thu xếp công việc của công ty ý là dồn vào thôi. Bây giờ đấy làm đất đai nhà cửa công ty doanh nghiệp là gọn vào thôi. Chứ giờ già rồi làm nắm mình cũng chết có mang đi được đâu. Mà nhà có mỗi thằng con trai. Có cô con gái thì đi lấy chồng. Sau này nó đi lấy chồng. Thì anh ấy còn có vợ chồng già. Thế nên là thôi. Còn cái chỗ của cháu Khoai đấy thì là về. Thằng Bộ nó nghe đấy à? Cứ để đi cho nó nghe. Thế gần đây về đấy thì là về đây bao sái sạch sẽ thì là tao đậu cho. Còn đây về đây các cháu bây giờ lớn rồi, mẹ bố mẹ các cháu già mất cả rồi. Bây giờ các cháu đây vợ chồng bảo nhau để về hưu hết rồi. Con nhớ chưa? Con còn đây nhỏ nữa thì thôi giờ để đi tao cũng kiếm cho cháu nó được cô con dâu tử tế hiện anh. Thế rồi là đi tao cũng kiếm cho chàng rẻ. Tao tách thằng người yêu cũ của con nhà mày nhung thế được chưa? Rồi tao cũng tách đi ra. Vì vợ chồng mày cứ kêu là con này cụ con không ưng cái con này thằng này. Vì cái thằng này nó vừa đẹp trai vừa cao to trông như bố con ấy. Thế là tao mới phải tách. Thằng ấy nó già quá, con nhớ chưa? Nó đi với con nhà mày đúng là con nhà mày trẻ danh. Thấy anh già tán là mê nhất ngay. Ừ thế thôi, nói giấu đi hùng cho chó lấy cháu mình. Giấu đi. Nhưng mà tao tách tao phải đưa nó lên Hà Nội rồi. Vâng. Đưa nó lên Hà Nội để tách cái thằng già ra rồi. Thế cậu xem công việc của cháu này trên đã. Cứ tạm tạm thôi, tạm tạm thôi. Nói chung là tạm tạm thế là được rồi. Thế bây giờ tao nói cho mày biết lâm hết Tết đến đến nơi rồi. Bây giờ cứ tách cho cháu nó ra là tốt rồi. Chứ không về rồi là đi. Nó đến nó con chào bố vợ thì hàng xóm người ta lại hai ông cháu gặp nhau có việc gì đấy thì chết. Thế may tao tách hộ là tốt rồi. Bây giờ cứ để nó một năm hai năm. Còn con nhà mày học về chính trị thì thằng này Tuấn học về chính trị thì là chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ cho nó để thăng quan tiến chức. Sang năm rồi, năm mới thì phụ hộ cho cháu đi, phụ hộ cho cháu đó thì thăng quan tiến chức được không? Không mà nói chung là lòng tham vô đáy con người, không biết thế nào.
chúng mày đấy muốn giỏi muốn nữa thế cứ để đấy đi, được các cụ giúp đỡ. Thế còn đấy về thì là con cái khoai hôm nay ở nhà ai trông? Đi học hả? Trông nom nó. Thế còn đấy năm hết Tết đến này nè, không có cho nó về nhà bà ngoại làm đéo rồi cả. Dạ vâng. Nhớ chưa? Không cho về bên đấy. Nói thật với ông bà là ông bà quý cháu thì ông bà xuống đây chơi với cháu. Cứ bảo thế còn không thì thôi, chứ không cho nó về nhà bà ngoại. Chả ngoại nghiếc đéo gì cả. Ngoại gì bây giờ cho về rồi mẹ nó bán mất nó đấy. Con nhớ chưa? Rồi bà ngoại nó bán mất cháu đấy. Thế nên là nhà nó không ra gì đâu. Con nhớ chưa? Vì đợt trước nếu không có các cụ đi tìm thì nó bán bố cháu mình rồi. Thế nên là nó không đéo tử tế gì đâu, nên đéo cho về. Con nhớ chưa? Vì là mẹ nó cờ bạc lắm. Mẹ nó cờ bạc xuyên lục địa. Bây giờ vợ chồng bỏ nhau rồi thì thôi. Thế tao cũng không nói nó chứ còn nói ra thì xấu hổ lắm. Cha sư bố nó tưởng nó về, trông nghe về, hôm nó về ra mắt nhà mình. Nó về trông như con lằn. Tao bảo cha bố nó con gái chưa chồng mà trông nó độ tạ mấy thế. Thế này ấy. Thế về được vài bữa tưởng cái gì à. Nó đẻ đứa con gái xong cái nó cờ bạc xuyên lục địa, chồng đi công tác nó đẻ đánh đạp. Xuyên lục địa, lô đẻ đánh xuyên lục địa. Thế xong bắt đầu nó lại cặp mấy cái thằng lô đẻ nó. Con đẻ được vài tháng nó vứt dốt con ở nhà. Xong rồi nó đi chơi ấy, ngủ với dai chán chê. Xong đến chồng giờ thì về thì em đang ở đây, em đang ở đó. Con bé khóc sưng hết mắt lên. Thế nên là bây giờ con không ra gì đâu. Ông mẹ bố đàn bà quả mổ. Ông bà nó, đấy các ông các bà ngâm xem. Có thời buổi nào bây giờ mẹ định bán con, bà ngoại mà không nuôi được thì là bán nốt. Thế là nhà tôi vô vét để mang cháu về nuôi đấy. Không nhà nó bán mất đấy. Còn cháu nhà mình cứ nuôi đi. Má mẹ mày hôm ấy mày cho nó đón về xong bắt đầu là ê nó ấy bảo nó đón về về xong bắt đầu nó bám đi. Hôm đấy mà không có các cụ đi tìm thì chắc cháu mày bây giờ nó đang ở thất lạc ở kiếp trước rồi lại biến thành kiếp đạo rồi. Thì nó bám cụ mày nó lội tạng. Con không biết được, con hỏi các cụ chứ. Thôi mẹ tìm huyết chết. Ông ấy mà không có các cụ đi tìm cho thì đúng là bây giờ con cái khoai chết rồi. Vâng. Thế thôi nhưng mà bây giờ thằng Tuấn bảo Tuấn không có cho gì cả. Ông mẹ bố nó không cho đón biết béo gì cả. Vì con mẹ nó giờ cờ bạc nó sẽ bán ngay con cháu nhà mình. Bà ngoại nó không đéo ra gì. Mà mày cứ chửi mẹ cái dân. Con không ý ấy. Nói là mẹ cái dân Phú Thọ. Yêu lòng các cô. Phúc Yên ơi, gốc nhà nó Phúc Thọ. Ê về, nhà mẹ bố nó kinh lắm. Mà thằng ông ngoại nó chết ở đâu đéo biết lối mà bảo vợ bảo con mà mày không nuôi được thì đưa cho ông bà ấy nuôi. Chứ ai lại mang con đi bán, mang cháu đi bán. Đi mẹ cả cái dân Phúc Yên đến đâu cho cụ. Thôi ông cứ chửi chả đéo rồi. Thôi con xin cụ được. Mà nhà mày thông gia thông giáo được ở trên đấy trông trước. Mẹ mày con trông trông như lạn này. Nó mẹ bố mày. Con xin cụ thôi. Về đến lúc bắt đầu nó lễ đây vinh quy bái tỏ các cụ trông à. Đi tỏ cái con lợn nào mà trông kinh thế kia hay như này. Chồng thì đón con thả vợ độ tạ ba. Gì cụ. Con xin cụ. Giống như con lạn. Về được vài bữa thì hát được đứa con cái bỏ ngay. Thôi con xin bố cái là đàn bà giật cá. Con hỏi cụ cái việc con cháu con nhà cháu Tuấn ấy. Mua nhà rồi mà ê nhà cửa đẹp lắm. Đang thờ. Đây là bàn thờ bắt đầu bắt coi. Nhưng mà 2-3 vẫn phải cúng. Vâng. Vì năm đầu tiên mà. Dạ vâng. Thì là các cháu cúng 2-3 tháng chạp cho nó may mắn. Thế còn cái phòng trọ của cháu thì bát hương trên phòng trọ thì sao? Rồi bát hương và phòng trọ ở đấy thì là ta chỉ thỉnh nhà cái ra tiền tiền tổ về bên này thôi, còn thổ công để lại cho người ta chứ mình về làm sao được. Thì trước cháu về đi trọ thì cháu cũng lại bốc của nhà mình. Thế là cháu xin đây mở ấy, ba chân nhang thì thả về bỏ về bắt nơi hương qua bàn thờ mới nhà mình. Hay là để cho cái chủ nó thuê lại nó ở được không? Mua rút chân nhang còn kệ nhà người ta còn để lại bát hương không bê đi còn nhớ chưa. Thế còn đây có thờ có thiêng có kiêng có lành vợ chồng bảo nhau con cái mà chồng mày tao nghĩ thương các cháu. Ông mẹ bố nơi giờ nhìn thấy cái cảnh về nhà mình cũng sung sướng nhưng cũng không phải là khổ sở gì. Chồng mày ấy thằng ấy bộ nó hiền bó mẹ nên được. Ê cả đời chưa bao giờ biết mắng con, hai đứa con đều ăn học đại học hết. Thế mà lấy phải đúng cái con mù chữ này còn không biết chữ gì, xong lại còn béo như lợn, xong lại còn ấy ăn hoang pha hại cờ bạc lô đề xuyên lục địa. Thế thôi con, thôi cái việc thì con xin cụ thôi. Gì thế là còn con muốn hỏi cụ là thế cụ cho con là tôn lại bác nha. 2-3 ông tớ công ông táo với tôn sang 2-3 cái con tưởng phải để sang đầu năm. Ừ thì mày để mùng 1 đây Tết mà làm cho nó đầu xuân mới cho nó đẹp. Con tưởng nó xong qua mày thè lưỡi ra.
Thế là hai ba, hai mấy ngày qua. Mày thì lưỡi ra vén chân lên xong cô Huyền đè đúng lưỡi hay không? Người ta ngày 23 ông công ông táo ông đi lên chầu trời rồi. Ông ấy báo cáo là năm nay ví dụ như tội lỗi nhiều thì ông ấy con không biết. Xong mình mới bốc ngày 23 ông công ông táo xong đến ông ấy quay trở lại trần gian thì bắt đầu là cái bát hương mình một năm mới nó không có nhiều tội. Thế mày gắt vào bát hương trong đầu năm xuân mới đang yên đang lành bê bát hương ra thay. Thế nồng cả thấy đâu lũi bại. Thế thì vậy thì này bốc vào ngày đâm ra đấy mấy có hai đứa con nhà mày đấy mỗi năm cứ bốc vào ngày ấy, đầu năm năm nào cứ bốc đầu năm đấy đấy con gái nhà mày đang yên đang lành học đại học lại yêu phải bố già răng từ hết rồi thế mà nó vẫn hôn con nhà mày như đúng rồi. Thế đấy còn thằng con trai học ấy chính trị bộ trưởng thứ trưởng đấy thế mà quan chức lấy phải cái con béo như lợn đấy này không học không hành xong lại đấy cờ bạc ấy giạc dài nợ mấy tỷ. Đấy, bốc ba thương đầu xuân làm mới. Đây, 23 chạp người ta làm sạch sẽ. Giờ ta cúng yên ngôi chính vị là đầu năm xuân mới, ta không đậm chạm gì vào bàn thờ. Đần cho này, đây, đây, đần, đần. Thế đâm ra là đi, về đâm nhà mày ngu, ngu nhất. Nhớ chưa? Con không biết thì con đi tìm nó. Thế nên là về mày đần vừa thớ, vừa ngu. Thế nên là bực mình. Thế còn đây về, bảo mấy cả thằng à, ok chồng mày là thôi thì làm như thế cho nó mát chứ đầu năm xuân mới mà mình động vào rồi nè ấy đang yên đang lành này đầu năm xuân mới ai ta động chạm bát hương nhớ chưa mọi năm là mày toàn bốc vào tháng riêng tháng hai ấy là chết rồi lâu rồi thì gây đạt đấy là chả bốc tháng riêng tháng hai ê đừng có bốc ê cả làm cái gì phải cẩn thận cho con cho cháu nhà ơi có nhiều nhặn gì nhà mày có mỗi một thằng con trai đứa gái hết phim có 5-7-10 đứa con gì đâu nhớ chưa. Ê, nghe lời tao thì sướng mà không nghe lời tao tao chả phụ hộ đâu. Dạ, thế còn ê mày đi về đi. Ê đi về đi tao đây nè. Tao đi đi thẳng lên Hà Nội luôn. Ở nhà mà trông con khoai chứ đừng cho con khoai lên Hà Nội. Dạ, nhớ chưa? Dạ, lên Hà Nội vậy là bố nó đi công tác. Xong rồi là ấy, ấy ở nhà thì ông bà lại buồn, bố thì đi công tác lại bỏ bê trẻ ở nhà khổ thân một mình nó thì khổ lắm. Thế con... nên là thôi cứ ở nhà mà trông cháu. Con gọi cho cháu tới để phụ dạy cháu tí. Không không, thế thôi. Năm hết Tết đến rồi. Dặn cháu tí để cho nhà tí. Vâng, kiếp dạ. Mày tham quá các cụ. Dặn cháu để cháu thì nhà mới thôi. Con đừng xin thôi. Thế rồi, cứ thế mà làm. Con nhường qua cho người khác. Các cụ người ta đây người ta sắp hết năm hết Tết đến, người ta thèm một bố lên rồi. Ai lại lên. Vậy con như thế này. Cháu cầm cháu cái bộ nó gửi đâu. Ở dưới này các cụ cũng sốt ruột lắm. Cụ đéo là cháu sốt ruột. Mình chăn lại là quá ngon rồi. Nhớ chưa? Ở mày chăn đấy chăn để ngon quá rồi còn gì. Cứ thế mà về. Cứ thế mà cần nhường các cụ đi. Năm hết Tết đến mỗi người chạy về nhé. Ừ, hai